Rồi, chào mọi người, quay trở lại với kênh của anh. Mua hàng liên hệ số điện thoại đây 0348308843. Rồi, hôm nay video là 225. Video có mã 225 nha mọi người. Đó, đây là mã sản phẩm. Em có ghi trên từng cái món ha. Bác chốt hàng thì liên hệ em. Rồi, số điện thoại em thì nhắn tin hoặc là gọi điện nha mọi người. Rồi, bên em thì khách mới vui lòng chuyển khoản 100% giúp em, rồi em gửi hàng. Còn khách quen rồi, mua quen rồi thì mình có thể ship code ha, là trả tiền sau hoặc là chuyển khoản. Nếu chuyển khoản thì mọi người được lợi là cái phí ship nó sẽ giảm xuống ha, giảm xuống 20.000, bên vận chuyển nó giảm cho mình, giảm tới phí hộ rồi. Cái này em quên ghi mã rồi, để ghi cái mã cái món này vô ha. Rồi, đầu tiên là cái đây, cái đầu chuyển, từ cái đầu chuyển loại này nó rất là hiếm gặp nha mọi người, tại vì nó chuyển là chuyển từ máy bê tông á, máy khoan bê tông mà chuyên dụng, có đầu gài 16 ly nè, đầu gài nhanh. Cái con này của Germany luôn nè, Made in Germany nữa ha, là vặn nhanh, đưa vô máy là vặn nó sẽ khóa lại. Cái này kẹp được mũi là nó bị bay cái thông số rồi, nhưng mà cái đầu này kẹp mũi là từ 13 nha mọi người. Nhìn thấy sơ là thấy nó to rồi đó. Rồi, nó là đồng 13 nha mọi người. Kẹp từ mũi 1 ly rưỡi đến 13 ml ha. Đây. Cái này là khoảng 1 ly rưỡi nha. Nhỏ nhất là 1 ly rưỡi đến 13 ml. Gắn vô máy khoan bê tông gài nha, để chuyển ra kẹp vô mũi khoan tròn ha. Rồi, mã số 0 300.000. Tiếp theo là về một cây, đây là cái cây chụp hình ha, handyboard, chân máy chụp hình một chân đó mọi người. Dòng này dòng một chân chuyên để chụp hình skit. Cái dòng này chuyên chụp hình cơ động, dòng chụp hình nhanh đó mọi người, chống cho đỡ rung máy á, rung tay đó. Đó, cái thằng này nó sẽ xịt cho có cái tem này còng ha. Toàn bộ nó là bằng nhôm, cái chân này nó bằng nhôm ha, nhôm đúc. Đây, cái này là kéo dài ra nha. Cái thằng này tầm dài được 1m 50 55 vậy, khá là dài nè. Người coi nè, nó bằng ống nhôm dày chắc chắn. Là bằng nhôm, mấy cái nhôm để cho mình nhẹ, tiện di chuyển ha, mang đi du lịch.
cái này rút lại là nó còn 46 cm thôi, rút ngắn, dài ra là 1,5 m, 1,55 m, khoảng 1,55 m như luôn cái cục này nữa. Là vừa tầm, rất nó thiết kế rất là vừa tầm để mình sử dụng luôn rồi. Rồi mã số 1 ha, 850 nè. Dòng này là made in Japan sản xuất nha. Tiếp theo là một con đai bấm cót kìa. Ủa xin lỗi, là cái cây bấm mở phe về một cây nữa. Thông số nó là 19 đến 40 mm ha. Cái này là mở phe phe ngoài nha mọi người. Mở phe ngoài. Rồi đây đầu đầu kim nó là 1.8 ly ha. Chấm 9 ly chính xác. Tước điện tử thì đo rất chính xác nha mọi người, nó sai số không có nhiều. Rồi của thương hiệu top ha, top Japan. Rồi con này mã số 2, 250 nè. Đầu kim còn rất đẹp, không có bị khuyết, không bị gì hết nha. Ôi cận cảnh luôn. Rồi số 3 là cái này. Đây về một bộ cái bộ đục lỗ này mọi người. Bộ đục này có 3 số nha, 3 cỡ mới tinh, 3 ly, 5 ly, 80 ly. Này ta 80 ly nè, đục đóng xuống da sẽ ra cái lỗ 8 ly. Như mới. Rồi bộ đục là mã số 3 ha, 200 ngàn. Về đồng con Zippo Mỹ nè. Zippo Mỹ ha. Mấy đèn vô à. Cái này đời số 14 là cái đời 2014 mọi người. Cái dòng này nó làm màu tím ha. Logo nó là màu Zippo. Zippo. Sử dụng rồi. Đó. Về để nguyên nhầm người, chưa có mất cúc gì hết. Đây bên trong nó cũng mất in USA luôn này. Đúng cái thông số dưới đích luôn mọi người, nó có cái dòng chữ này nè. Trong cuộc nó sẽ cũng có dòng chữ đó ha. Nè còn mới tin chung xài rồi nhưng mà còn mới, còn đẹp. Tim nè mọi người, vô xăng là xài ha.
ngoại hình nó thì nó có phai theo năm tháng ha, nhưng mà không có bị cấn mớp. Rồi mã số 4 nè, 700.000. Năm là cây hước gốc nè. Cây hước này nó hai chức năng ha, gốc vuông 90 độ với lại một gốc 45 độ nha. Rất là tiện cho mình làm ví dụ như làm mộc ha. Làm mộc, làm cơ khí, làm gia công này kia. Ở đây nó bị mớp tí nè mọi người. Bị mớp ha. Nói chung xài không ảnh hưởng gì. Số còn rõ ràng. Mấy dòng này nó khắc số vô cho nên nó rất là bền, xin qua ha. Xin qua. Khắc số vô luôn ha. Made in Japan. Rồi cái hước này mã ha. Số 5 250 nha. Rồi tiếp theo cái kéo. Rồi cái kéo Đức rồi bên này ha. Kéo rồi bên này nha. Kéo thương hiệu hai hình người. Chung lưỡi còn ok, không có bị mẻ mọi người. Còn xài tốt. Mình sẽ lấy bằng cây cắt thử ha. Đó. Cái này bằng keo mọi người, keo dính nha. Nó có keo á mà cắt nó cũng ngọt nè. Rồi kéo mã số 6 nha, 250 nè. Dòng này nó kích thước là 20. Như cái dòng kéo này nó có một cỡ duy nhất 20. Xưa giờ thấy ha. Cỡ không dùng để xài trong nhà. Có cái đồ kẹp cua ghẹ rồi nè mọi người. Đầy hô bia luôn ha. Kéo cũng đa năng. Rồi có hai cạnh này không biết giống như hai dít về. Rồi tiếp theo cũng là cây hước Shinhwa của Nhật này. Chữ còn đậm đẹp, chung chữ này nó khác vô hết rồi nên xài nó rất là bền. Hước này góc 90 độ ha, góc vuông. Hước ca góc vuông. Bằng thép. Thép này mà mình xài bình thường nó dễ gì nó rỉ. Xài nó như là thép không rỉ luôn á. Như là inox luôn ha. Nó là thép của Nhật. Chất lượng nó như là inox luôn. Xài bình thường dễ gì mà nó rỉ nó. Chỉ có ngâm trong nước ha. Ngâm mưa. Rồi mã số 7 nha, 150 nha. Số 8 cái hước một cái hước 300mm ha. 30cm. Của Nhật luôn, Yamayo. Hước hẳng. Bên bên này. Cũng chữ khắc vô sâu ha, đậm. Còn đẹp. Rồi mã số 8 100.000. Chín mười hai cái hước góc ha. Cái cây này một cây nhỏ cây lớn luôn rồi. Cây lớn thì nó hơi xài nhiều tí này. Nhưng chức năng vẫn ok, vẫn chính xác. Nè,
made in Nhật Bản hết ha, Nhật Bản sản xuất. SK, một cây là SK, cây lớn SK, cây nhỏ là của là Shinhwa Nhật Bản luôn. Rồi mã 9 cây nhỏ 250. Mã 10 cây to hơn tí cũng 250 mọi người. Rồi tiếp theo cái này là của Lasanjo ha, một cái tua vít. Tua vít vào túi. Đây. Lấy hộp vít ra như vậy mình. Đây là cái hộp vít nó ha. 2 4 6 mũi nha mọi người. Nó có 6 mũi. Rồi sử dụng cái mũi bọc ke ha, đây bọc ke nè. Gắn đây xài. Trong đây là nó có cái 500 nha mọi người. Mình gắn vô nó sẽ hết. Rồi mình sử dụng ha. Nó chức năng nó vậy. Còn nó có cái bóng đèn đây nè. Có pin đây nè, mà em chưa có mở ra luôn nha. À này về em không có mở ra. Tại không có pin để hai mọi người. Mọi người đi kiếm ngoài tiệm điện tử mua cái pin nhỏ xíu này ha. Rồi thử. Này chưa thử cái đèn này ha. Đó, đèn công tắc ở đây. Đoạn này chức năng là tua vít là chính. Đó, có thể trong tối mình bật cái đèn này lên ha. Để mình soi mình mở. Này bỏ heo xe, mở đồ. Có cúp xe cũng được. Có tu vít bà ke này với chiếc dẹp nè ha, đủ cỡ lớn nhỏ. À, rất là nhỏ gọn 10 cm. Mã số 11 ha, cái tu vít của Sanjo Nhật 150.000. Rồi tiếp theo là cái ổ khóa của thương hiệu Nhật nè. Ổ khóa số nha. Mình dùng lưỡi khóa có sợi xích, cái mình khóa xe đạp nè, khóa xe máy, khóa cửa tủ đồ này kia, khóa cái vali cũng tiện. Ở đây là ổ khóa chưa có sử dụng, nó còn cái mã số trên nhà sản xuất in ra nè, 941. Thương hiệu này Nhật 941 đây. Cái mũi tên đánh dấu để mình dò số. Mình dò số 9 nhất nè. Rồi 4 nè. 1 nè ha. Đó. Tùy theo ổ khóa nó sẽ có số khác nhau mọi người. Mỗi ổ là mỗi một số. Ổ mới là nó sẽ còn cái này ha. Còn cái tem này cũ mà mất đi thì mình cứ dò lại. Rồi ổ khóa, thợ ổ khóa họ dò. Rồi mã số 12, 200.000. Đây cái kích thước nó là đây nè. 5.2 cm ha, tổng chiều cao. Rồi cái càng khóa là 22 mm. Ở trong 12. Rồi đường kính cộng sắt này là 5 ly nha. Rồi tiếp theo cái vòi tưới cây nè, của bác nào hỏi vòi tưới cây nè. Vòi tưới cây của Nhật là Japan. Cái này là hiệu của New York nè. Công ty New York nè mà sản xuất Nhật nè. Tiếng Anh không? Có đầu vô ống sẵn luôn mọi người. Em thử nước rồi nha, nó kín. Có cái chức năng nó là mình bóp vậy nè. Nó sẽ xè ha. Đó, nó thẳng ra là nó ra giọt mạnh. Nó cho mình bóp từ từ nha. Để mình điều chỉnh tia nước nó xè mình xài ha. Này tới cây là chính. Dùng cái cây.
Rồi cái này mình vô ống 10 nè, cái ống mà cái đường kính này là 16 ml nè ha. 17 ly nè, đó. Mình vô ống 21. Mình vô củ dê rồi ha. Ống 16 rồi. Ống mềm á. Hoặc là muốn chuyển ra ống khác thì mở cái rang này ra ha. Cái rang này dặn ra được mọi người. Cái khúc này dặn ra được là nó có rang trong. Rang trong này tới 25 ml ha. Rồi, rồi mã số 13, 400 ngàn. Cái đầu này bằng kim loại nha mọi người, chứ không phải bằng nhựa. Nó bằng kim loại hết. Nè, hiệu nè, hiệu Krupp. Điều này giống hiệu của Mỹ. Nhà công ty để là địa chỉ New York này. Còn bên dưới là Japan, là sản xuất ở Nhật. Này là tên công ty. Rồi mã 13, 400 ngàn. Tiếp theo một cái bấm móng tay rất là đẹp. Cái hương hiệu cái người cầm cây giáo. Cái hương hiệu này không nhầm là của hỷ sĩ nha mọi người. Hương hiệu này của hỷ sĩ nè. Cái tên nè, có cái tên này nè. Chuyên làm mấy đồ trong nhà bếp. Dao kéo, nĩa, muỗng này kia. Đây còn rất là đẹp. Lưỡi còn đẹp. Cắt rất là bén luôn. Đó. Nhẹ nhàng. Mã 14 nha, 250 nha. Rồi con dao gọt nè mọi người. Con dao gọt này của Nhật. Thép Nhật nha. Cái này lưỡi nguyên chưa mẻ nha mọi người. Nó chỉ xài và nó liếc sơ để nó bén lại. Rồi. Đang xài còn ok. Bén nè, gọt cái gỗ khô luôn mà nó rất ngọt. Rồi dao gọt mã 15 ha, 150 nha. Tiếp theo là cái kìm này, cái kìm lạ, nó đẹp quá nên lấy giờ, nhưng mà chưa có gõ chức năng nó là làm gì có hiệu luôn nè. Cái này giống bên xe máy á mọi người ha, để mở máy móc rồi nó có những chức năng. Đây một đầu nó là có cái rãnh ha, một đầu nó lợp vô giống như là đó, mọi người nhìn ha, đầu có rãnh kẹp vô, nó có cái tăng đưa để nó giữ lại ha, vô hết giống như bấm cót vậy, nó sẽ giữ lại, vô hết thì mình xả ra. Đây, xả nó ra ha. Đó. Vô hết luôn. Rồi cái này là đường kính cái vòng tròn này 17 á. Này đường kính ngoài 17 nè. Trong này nó lõm nè. Lõm này 12 nè ha. Rồi có rãnh. Rồi cái kìm lạ này mã số 16 nha, 250 nha. Rồi tiếp theo cục đá mài nha mọi người, cục đá của Nhật. Hiệu Towa.
đá của Nhật còn đẹp. Trung đá này tầm 8-900 cái độ hẹp đó mọi người. Đá mài, mài dao, mài kéo này kia. Đá này đi mài con dao này là vừa ấy luôn. Nó là dễ sử dụng. Đó. Mọi người có xài dao với kéo này kia, kéo này nè. Nhỏ nhỏ, cái lưỡi nhỏ mình xài cục đá này mình mài ha. Rồi kích thước 15. Chiều dài 15 ha. 38. Mã 17 nha, 150 nha. Rồi tiếp theo giờ con bấm rivê mọi người. Cái khay này lâu lắm mới gặp lại để lấy về. Con bấm rivê. Xài ok. Đây. Ngoại hình nó thì phai nhạt mà nó của Lobster nha. Lobster da băng nha. Này xài thì nói chung nó bền. Đây, nó đầy đủ 4 cỡ ha. Chung đủ 4 số. 4.0 nè, 4.8. Cái này là 2. 2.5 ha. Đó. Cái mũi nó mình thường xài nè. Rồi để cho bấm thử. Đó. Rút nè. Nó rút rất là mạnh. Đây, răng nó còn rất là bấm, rất là đẹp. Nó gần nó ngấu vô rất là bén luôn mọi người. Cái này con rivê này, con tán này bằng inox nha mọi người. Tán full inox luôn á. Chứ không phải bằng tán bằng nhôm, nó bị mèo nữa. Thử con tán inox á, inox cũng nhập. Rồi, bấm đi về này, mã 18 ha. 40 nha. Rồi, tiếp theo là cây súng bắn cát. Trước có mấy ra hỏi cây súng bắn cát. Hỏi lúc có thì thấy không thấy liên hệ ha. Bắn cá của Astro ha. Pro đây, Astro Pro gì đó. Trong cái thương hiệu này cũng toàn cầu. Hàng này chuẩn Nhật, thương hiệu toàn cầu. Này nó sản xuất ở nè, Taiwan ha. Tiêu chuẩn là Nhật. Đây, test ok nha, rất là mạnh. Kính hơi. Mọi người xài. Này đầu không dụng luôn nè. Về có dây là cắm vô là xài ha. Với lại một cái ống mềm á, mọi người đút đây là rồi bỏ cái bồn cát là xài hơn. Vệ sinh mấy máy móc này kia. Máy móc mấy cái chỗ mà nó mình đánh cướp rồi không được. Đánh bắn cát này vô trắng phiếu lên luôn ha. Đây này cái lỗ nòng nó là tới 8.2 ly nha mọi người nè. 8.2 ly. Cái lỗ hút nè. Lỗ hút 9 ly. Rồi mã 19 750 nha. Súng bắn cát.
tới nay về cái cộng này không chú có bác cũng giận nè, giận hoài mấy cộng này nè, dây mài khuôn mà dây mài khuôn cắp máy nha, 6 ly không dụng tiêu chuẩn. Đầu này mọi người xỏ cái cây vô đây ha, rồi mình mở cái này là cắm 6 ly vô nha, nó vừa luôn á, 6 ly ha. Đây là hiệu Sunblade ha. Hiệu chuẩn Nhật ha. Dây còn khá đẹp. Đây, khá đẹp luôn, cứng. Cứng đẹp nha mọi người. Dây này nó dài tầm 1 mét ha. Đo lại. À, đây một tới 1 mét 2 nha mọi người. Nó dài tới 1 mét 2 luôn. Cộng này khá là dài luôn. 1 mét 2 nha. Rồi dây mài này mã 20, 800 ngàn. Rồi tiếp theo cộng cáp nè, cáp kéo xe kéo hàng mọi người. Cáp này dài 2 mét ha. Đường kính nó là 9 mm. Hai có hai chồng nha, nó bấm có sẵn hai chồng cho mình thôi mọi người. Bấm có nó thắt cái chồng, cái chồng tròn nó đan lại nha. Đan lại thành một cộng ha. Cho nên nó khỏi sợ mà bị ruột nó bị gì mọi người. Cực kỳ chắc chắn luôn. Đúng chuẩn chứ không phải gặp đôi là bấm nha mọi người. Cái này nó đang nguyên một đoạn này luôn nè, đang hai cái lại với nhau rồi xong nó bấm code 2 mét 9 mm. Ở đây là để cho mình cách sử dụng và độ chịu tải trên từng cái tác động mình sử dụng ha. 9 ly nè, 1 tấn 28 nè, là mình xỏ ngang lên cẩu 30 độ 60 độ ha, 30 độ 60 độ nó tùy cái vị trí mình cẩu nè, cho nên nó sẽ tải lực khác nhau ha. Đây mình dùng được 2 cộng ha, đây là như là 2 cộng là lên 2 tấn 3 nè, 2 tấn rưỡi 2 tấn 3 nè ha. 1 cộng nó 1 tấn 2 đến 1 tấn 15 nè. Tay dùng để kéo xe được mọi người. Bỏ heo xe ô tô đi có bị sao thì mình kéo không được. Lấy ra xài. Rồi mã 21 ha, 450 nha. Mới tin chưa xài ha. Cáp Nhật. Rồi có mấy cái móc nữa nè mọi người, mấy cái móc của Nhật nè, móc chất liệu là nickel, nickel không có hết nha, không phải là móc sắt đâu, nickel mọi người. Trong nó sẽ có cái lò xo ha, lò xo thì nó bay bằng thép rồi nè, này bằng nickel. Móc vàng nhỏ để mình có thể rất là nhiều ứng dụng gì nó. Móc xích chó con ha, xích mèo, xích thú cưng, xích chó gà này kia, xích chim rồi đó, chim cảnh.
hoặc là làm mấy cái móc trong túi sách mình nó bị đứt ha, móc túi sách bóp ví này kia, móc này xài hàng mới chưa xài ha. Rồi đây là 15 cái mọi người, 15 cái 100 ngàn, mã số 22 ha. Rồi tiếp thêm giới thiệu mấy cái túi, về mấy cái túi của Nhật nè, túi bên Nhật luôn. Này là túi chung nhiều cái hình dạng, nhiều cái loại ha. Này gọi là túi bao tử mà. Túi này đeo tập bao tử nè, có thể đeo hông hoặc là đeo chéo ha. Túi này vải dù mọi người, vải dù thì nó đặc điểm nó là nhẹ ha, nhẹ chống nước, nhẹ nước xương xương đó. Nhẹ nó mềm dễ xài. Cái túi này để đi nó có cho mình đựng cái chai nước mọi người ha, khó hiểu nó. Có nhiều ngăn, đây ngăn nha, trong ngăn đó, ngăn chính, túi này là đeo, là đeo thắt lưng là đẹp nhất ha. Mình có thể bỏ điện thoại, bóp ví ha, máy chụp hình này kia, đeo đi du lịch rất là tiện. Có chỗ đựng chai nước luôn ha. Rồi cái túi này mã 23 nha, 350 nha. Tiếp theo là một cái con túi này, nó rất là lạ, nó đứng hình hộp nha mọi người, nhìn nó hình hộp nè. Cái túi này có thể đựng máy chụp hình ha. Này còn cái gì, hiểu nó nè. Trong nó có miếng lót dày dày nè ha, miếng lót dưới đáy có hai ngăn, ngăn có thể chia đôi ra nè hai bên. Cái nắp rồi, con túi này nó kích thước nó là 22 ha, 22 nhân cho 20 nhân cho 8, cái dây này để mình đeo chéo mọi người, kéo dài ra được, nhờ thành được để đeo chéo. Rồi mã 24 ha, 250 nha. Tiếp theo cái túi của Mizuno ha, hãng Nhật Mizuno. Cái này giống như cái túi đeo chéo ha, này là túi đeo chéo dạng bằng vải vải dù chống nước nhẹ.
ngon một tem. Cái gì official fan club gì đó, nhưng mà nó sản xuất cho cái fan club gì mình yêu ngon thương hiệu thể thao của Nhật ha. Này đựng iPad được rồi, kích thước nó là 40-30 ha, dạng túi xẹp đựng iPad 40-30. Ngay trong nó còn mấy cái ngăn nhỏ nữa nè, mã 25 ha, 250 ngàn. Rồi tiếp theo con này còn tem bán bển nè. Con này là túi laptop mà. Này hiệu nè, Bolo lớp. Con này nó bị chạy xíu mà. Cái này nó có cái quai treo này nha. Quai treo này mình có thể treo xe được, treo cặp bên hông xe ha. Đây, quai sọt lên nè. Này tôi sắt. Này nó có da ha, này mình da nè. Quai mình da nè. Nó bên trong rất là nhiều ngăn. Đây. Ngăn đựng laptop nè. Rồi ngăn lưới. Đây ngăn. Ngăn có mút chống sóc. Rồi 1 túi, 2 túi, 3 túi, 4 túi luôn. 4 ngăn nhỏ luôn. Ha. Rất là nhiều ngăn luôn. Hai ngăn đựng bút bi lúc này kia nè. Đặc biệt cái đáy nó còn có thể mở rộng nhưng mà nè. Này mở rộng cái đáy ha. Đó. Đáy nhỏ giờ mở rộng ra. Đựng nhiều rồi ha. Rồi kích thước con này là 40. 40 x 30 ha. 40 30 nhân đáy. Đáy gần 90. Hiểu à. Rồi mã 26 450 nha. Rồi kết thúc video đây, cảm ơn mọi người ha. À, giá trên là chưa bao, giá trên chưa bao gồm ít ship nha mọi người ha. Giá đang trên đây chưa bao gồm ít ship. Thật ra ít ship nó rất là ít, nó rất là rẻ nha mọi người. Nó tầm từ 10.000, đa số các sản phẩm đây em bán là tầm từ 10.000 đến 40-50.000, cao cao hơn 60 tối đa ha. Thấp nhất là 10.000. Rồi chào mọi người ha, hẹn gặp lại video tiếp theo.